Không sao. Không bệnh. Không, bây giờ là tạo kiểu chụp hình trước đi. Tạo kiểu chụp hình coi. Gì vậy? Ôi trời, tạo kiểu chụp hình là phải cầm cái chân lên vậy hả? Rồi. Chụp hình ơi, chụp hình. Làm kiểu này mày chụp hình lại lên. Cái gì vậy? Ngồi đàng hoàng. À, trời, dữ tợn vậy. Trời ơi, quá dữ tợn vậy ta. Quá dữ luôn. Cha, cô chú chụp cho tao tấm hình này, giữ nè. Đó. Cha ơi, là cái này là cô gái nằm bãi biển hả? Ơi, để mày lấy cái laptop của mày đằng sau quay. Em cho nó. Hả? Ốp. Xem dù đi. Rồi, chụp đi. Lăng lê bò lết làm sao? Quay mặt qua mẹ mới chụp hình được chứ. Rồi, làm đi. Rồi, làm kiểu chụp hình đi. À, làm kiểu chụp hình giống như con rắn vậy đó hả? Trời, cái mặt đeo kiếm này hợp ghê ta. Thời tan ghê. Trời ơi, mặc cái bộ đồ màu nguyên một cái bộ đồ màu hồng làm y như thời tan vậy. Quá thời gian. À, cái con rắn nó làm vậy hả? Wow. Con rắn làm sao? Wow, con rắn nó bơ nó làm sao cái lưỡi đằng sau? Trời, nó đeo cái kiến này hay nè, cái kiến này nó hay đông đeo theo cái. À, rồi làm kiểu chụp hình đi, Rồi thôi đưa cho mẹ đi. Ghê. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ con khám lưng cho bà Hương chưa? Khám chưa? Đó, giờ là gì nữa? Rồi. Nó kêu bà Hương hả miệng ra. Nó không có thiệt, này là giả bà Hương ơi. Cái kéo cắt bà Hương luôn nè. Nó may đó, nó may lại đó. Sửa lại cho đúng đó. Đúng chưa? À, uống thuốc, tới giờ uống thuốc bà Hương. Rồi, uống rồi. Thấm chưa? Chưa. Sĩ đây ngồi im đi, bác sĩ khám. Thì khám hít thở sâu vô nha, hít sâu vô. Ừ, đi vô. Bác sĩ ngồi lâu không có bệnh nhân, bác sĩ lại bác sĩ kéo bệnh nhân vô bác sĩ khám. Rồi trời ơi, bây giờ nó đo huyết áp luôn rồi, nó đo huyết áp của bà Hương luôn rồi. Thấy nó hay chưa bà Hương? Ở dưới lên con, ở dưới xuống, từ dưới lên. Thế ra bự quá, cái đó bự quá, kiếm chỗ nào nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi. Rồi dài lại luôn. Thấy chưa? Thấy nó hay chưa bà Hương? Đó, cái đó là để đo huyết áp, bây giờ nó bóp nè. Đó, bóp như thiệt. Rồi, đúng rồi. Cái huyết áp bà Hương có normal không? Too high or too low? Rồi, huyết áp bà Hương thấp quá rồi. Giờ phải làm sao để huyết áp bà Hương cao lại? What should we do? Ủa, không làm gì hả? Cái đó làm gì á? Cái đó để làm gì? À, giờ là bây giờ này nặng bụng bà Hương đó. Nặng bụng đó. Rồi, đưa mặt lên nặng bụng. Hết chưa? Không chưa. Chưa. Còn quá trời luôn, người ta còn quá trời luôn. À, bây giờ giờ tới răng rồi, bây giờ tới khám răng rồi. Đó, bà Hương, răng bà Hương có sâu không? Dạ. Ừ, trời ơi, có răng sâu rồi, mấy cái? 4 cái luôn. Chết rồi. Giờ phải làm gì? Cho bác sĩ, tới bác sĩ thôi, đeo kiến vô mới thấy được. Hả? Rồi, được rồi, ok. Rồi, giờ cho tao bà Hương thở oxy luôn. Rồi, oxy gắn cái bình nó vô. Rồi, tới giờ, tháng tư là nãy giờ cuối cùng là phải thở oxy. Rồi, nó bóp cái bình cho bà Hương nha. Rồi.
Rồi đưa mẹ mũi vô thở oxy nghe chưa. Rồi con bóp cái bình đi, con bóp cái bình cho bà Hương có oxy. Bóp cái bình. Rồi xong. Xong chưa? Xong chưa? Về chưa rồi đó. Cái gì vậy? Cái đó cái gì? Ồ chích thuốc, chích thuốc. Thấy chưa? Người ta gấp cái kiến lại người ta. À chích ngay chỗ đó đó hả? Rồi chết rồi. Thôi chích cái tay bà Hương ha. Chích ngay tay bà Hương đi. Đó hay ghê. Rồi cho bà Hương cái toa đi về mua thuốc uống đi. Cái toa thuốc. Cái gì nữa? Sao hoài vậy? Ăn rồi cứ khám răng người ta hoài vậy? Cái gì? Cái đó là gì? Nhưng mà thôi cho bà Hương cái toa. Bà Hương đi về, về nghỉ mệt đi. Khám gì lâu dữ vậy? Xong chưa? Cái gì vậy? Cái đó là cái gì mà làm hồi hộp vậy? Ồ sao con khám tới nỗi mà mẹ có điện thoại rồi luôn là kìa chay kìa. Xong đi, con nói ok bà Hương. Ờ, bây giờ phải dán băng keo cá nhân vô nữa mới được. Rồi, dán lên đây. Rồi. Xong rồi ha. Rồi, con cảm ơn bà Hương. Bà Hương khỏe rồi, bà Hương về đi. Bye bye bà Hương. Bye bye chị. Cực với nó lắm, hồi nãy giờ nó khám hai lần rồi đó. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Gì nữa? Please. Trời đất ơi. Sao? Lẹ đi, người ta bệnh nhân người ta chờ bác sĩ không có có kỹ thuật gì lâu quá. Nó cầm cái đó mà tôi tưởng là nó bấm lông mi không á. À, con giống như cắt tóc vậy. À, giật mấy cái tóc đó ra hả? Ngộ không? Bác sĩ này lạ nè. Thấy không? Tự nhiên trời bữa nay mưa, sáng nay con ngủ vậy là con thấy trời chuẩn bị mưa rồi. Lâu lắm rồi đó, con ở đây gần một tháng rồi, bữa nay mới mưa lần đầu hay sao ta, hay lần thứ hai gì á. Bữa hổm có mưa mà, bữa mưa lớn. Có không? Có. Ừ đúng rồi, như có. Đúng rồi. Mưa thì đó, hai lần đó, hai ba lần gì đó. Mưa cho cỏ. Xong rồi hả chay? Ba. Let's okay. Together. Ok. Rồi ăn miếng cơm cho mẹ. Giỏi. Đây giỏi lắm á, cô chú nó ăn cơm với lại hả gà chiên nước mắm. Không, đang ăn không có nhảy, Tức đập con này quá. Đó coi. Cái con này. Làm sao? Trời ơi, đồ chơi của nó là trong cái nhà này là bây giờ là chất, gọi là phải là gọi là chất đóng luôn rồi cô chú à. Không mua đồ chơi nữa, sẽ không mua nữa. Coi nè, em của nó trời ơi, coi em của nó mà sắp lớp như thế này nè cô chú nè. Không mua nữa, hứa danh dự là không mua nữa. Có please, có làm ra cho thương hại tới mức độ nào cũng không mua nữa. Tại vì không thiếu. Mà mua nữa là thành là quá dư. Phải không? Đó, bây giờ tự chơi đó, tự chơi là dục như dẫn công chúa vô. Chay ơi, con có nhiều công chúa quá mà con chưa có một chàng hoàng tử nào hết á. Kristoff là hoàng tử hả? Kristoff của hoàng tử của cái đất nước tên gì? Của vương quốc tên gì? Air gì? Arendelle. Mom, that's Belle. Chay, mẹ với con đang ở đâu ạ? Ở đâu con? Đúng rồi, ba đang ở đâu? Đúng rồi, giỏi. Còn ông ngoại năm với bà ngoại năm ở đâu?
Hả? Lisa. Sha. Chanel. Chica. Ka. Chica gì? Kava. Chicago. Stop. Bạn ơi, Chicago. Đúng rồi, Chicago bạn ơi. Còn bà ngoại bãi đang ở đâu? Ngoài bãi ở đâu? Ngoài ở đâu? Việc gì? Việc quá. Việc gì? Thưa. Nó tính nó nhiệt khoa nghệ tay gì nữa rất khổ chưa? Việc gì? Việc gì? Đúng rồi, giỏi. Lớp kỳ ở đâu? Lớp kỳ outside. Lớp kỳ ngoài đường hả? À? Ông ở ngoài đường ở tiểu bang nào? Bang cho nước khoa nghệ tay. Tàu lao. Đừng có tàu lao nó giùm cái. Bang gì? Bang gì khoa nghệ tay? À, nó không có dính vô. Đây mày làm cho. Mày giọng cho. Rồi dính rồi. Trời. Đó, thì chị có căn nhà đẹp ghê chưa cô chú? Tối ngày đó cứ chơi. Chơi đã rồi cái hả? He's small mommy and then other people's bigger. À, có người lớn người nhỏ, đúng rồi. Nên nó chơi iPad xong rồi nó nhào cho nó chơi á hả? Đồ chơi, cái nó nhào đi vòng vòng. Thời tiết bên đây là đúng đã luôn á, lúc nào. Look, mom, look at this one. Ồ, con em đó tên em có tên gì con? Cricket. Hả? He's Clover. Clover Clinchbrica. No, Lola. Lola, bạn ơi. Trời ơi, cái vỏ này giống vỏ hơi mệt dữ trời. Trời ơi, design của mình. Con biết cái vỏ đó tên gì không? Cái tên cái vỏ này tên gì? Bad. No, hơi mệt. Hơi mệt. Đúng rồi. Mom, look at this bag. Ờ, cái vỏ này tên gì? Để mẹ coi cái vỏ này tên gì. Cái vỏ này hả? Cái vỏ này hiệu gì ta? Cái hiệu này là mạch đuôi đơ. No, nhìn cái mẹ nè. Đuôi đơ. Đuôi đơ. Đúng rồi, cái hiệu này không tin rồi. The big one. Hơi mệt với đuôi đơ. Mom, this one can't fit in there this big. Nè, chay được mẹ mua những cái đồ chơi Lego mà cái dạng nhỏ nè cô chú nè. Cái dạng nhỏ này thì nó tiện lợi hơn cái dạng bự rất là nhiều luôn. Cái dạng nhỏ này chứ nó mắc tiền hơn cái dạng bự luôn á chay. Cái dạng bự ở Michigan mình mua có khoảng cỡ hình như 70 đô hả ta? Phải không ta? Hay là no. Mà cái dạng nhỏ này vậy mà 20 đô là mắc á chay. Mắc đó. Mẹ hết tiền rồi nha chưa, đừng có đồ chơi mẹ nữa nha. Next time. Đúng rồi, lần sau. Đừng có đòi nữa nha chưa. Next time. Mẹ không có tiền là sao? Mẹ không có tiền thì sao? Next time. Nè mà nếu mà mẹ không có tiền thì sao? Mom, can you hold this? À, bây giờ cái vỏ này tên gì? Mommy, open this. You have to remember the name of this purse. Mommy. Hơi mệt. Hơi mệt. Rồi cái vỏ này. Mom, open this mat. Rồi vỏ này tên gì? No, I don't want this name. Open this bag like this. À, mở ra hả? Bỏ vô hả? Shoes. À, bỏ vô. Cái vỏ này vỏ gì? Vỏ kêu lemon. Hơi. Mommy, this is hơi. Hơi. Mệt. Đúng rồi. Mommy, this is lemon, mommy. À, cái màu này giống như cái màu của cái trái chanh đó con. Còn cái vỏ này tên gì? Vỏ này tên gì? Con có hai cái con phải nhớ cái hiệu chứ. Vỏ hiệu này cô nói đi đu đơ. Đu đơ. Mom, open this bag, mommy. I can't open this bag by myself. I might break it. Nó nói mẹ mở cái vỏ này ra giùm con không thể nào gỡ cái vỏ này tự gỡ ra được tại vì con nghĩ là con sợ là con sẽ làm rách cái vỏ. Vỏ tên hơi gì? Hơi giặc. Hơi mệt. Đúng rồi. Mom, all her shoes will stay here in couple with granite. Thôi mà đừng nói tiếng Anh hoài mệt quá, đau quá. I can't fit it, mommy. Oh yeah, think of it. Mà đâu rồi, xách vỏ đi đâu ạ? Mom, no couple yet. Xách vỏ đi đâu ạ? Mom, no, not. This is bigger. This is not big.
Ừ. Giỏ nó không có đủ bự, đúng rồi. Mốt này mẹ mua cái giỏ bự chà bá lửa vậy là. Mommy. Hmm. I said put it in. I can't put it in. Oh yeah, this hanger. I can't fit all the way in, but it's okay. Look, mommy's funny. I like the funny girl. Like mom, this bag don't have steps on it. Oh, thật mệt quá, nó nhiều quá. Mom, it's not real. This is not big. À, con nói đi này, con nói cái này này này, dài dài cái. Cái. Giỏ. 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 Cái giỏ. Opened. Cái giỏ. Sách. Sách. Của. Của. Chay chay. Cô chay chay. Xì cai. Nấu rên, đúng rồi. Mom, this is not open, mommy. Sao? This is don't open, I keep dropping it. À, cái giỏ đâu không có mở hả? Đau không? Uh-huh. Ui da, con nói đi ui da. Mom, it drops down there. Biết rồi, nhưng mà con nói đi ui da. Ui da. I can't really stand for it. Ui da. Mommy, Barbie will. Okay, ok rồi thôi bây giờ chơi chơi đi, mình bye bye cô chú đi. No, cô muốn nói chuyện với cô chú à? Rồi giờ muốn nói gì nữa? Con mẹ quay là con phải nói chuyện chứ, con ngồi con chơi không là cô chú không có hiểu đâu đó. Cô chú ơi, cái con này tên gì? Luna. Luna girl. Yeah, mom, it has a sickle. À vậy hả con? That means it's purple, mommy. Giờ con cho cô chú coi mặt của Luna Girl coi. Let's see Luna Girl's face. Ôi ôi, Luna Girl nhìn mặt đẹp ghê. No, mommy. Sao không đẹp? Mommy is not is. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Mommy is not black. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Mommy is not black enough, mẹ. Ủa là sao? Luna Girl should be black, mẹ. Luna Girl should be black? Yeah. Tại sao? Tại sao Luna Girl phải là màu đen? Because it's from the PJ Masks. Oh, là trong trong bộ phim á hả? Thì mày coi coi, trong bộ phim là Luna Girl phải màu đen, mà Luna Girl này không phải màu đen hả? Cái này màu gì đây? Màu purple. Màu tím hả? Yeah. Màu tím với màu gì, mà này màu gì? Màu silver. Just like the other people, mommy. À, cái này là màu silver, là màu bạc đó. Another people too. À, hay ghê. Thôi mày chào cô chú nha. Mom, can you help her stand right in the... À, mẹ ơi mẹ. Con nói đi mẹ, mẹ. No, I got it, mommy. À, con nhưng mà con nói đi mẹ, mẹ. I can lay like this. Sao nằm vậy được? This bag. Ủa cái mô Phật của chay đâu ta? Oh. It's not missing, I told you. À, không có mất phải không? Nó nói đây nè mẹ, con nó đâu có mất đâu, ý nó nói vậy đó. Cái gì vậy? Thôi mai dẫn chay đi cắt tóc đi. I'm itching. À, mà ngày mà con có muốn cắt tóc không? Yeah. Con có thích cắt tóc không? Uh-huh. Mai dẫn con chay đi cắt tóc ha, rồi dẫn nó đi son môi ha, dẫn nó đi làm make up ha. Ok. Chay nhăn răng ra cho mẹ coi coi chay. Nhăn ai? Nhăn răng ra. Trời ơi, trăng sạch đẹp quá, trắng tươi. Tăng tư như cái mông bự vậy đó. Just like me, mom. Hả? Just rồi cái giỏ này tên gì? Giỏ tên Laska. Hơi gì? Hayak. Hơi gì? Hayak. Hơi mệt. Mommy. Nói đi, hơi mệt. Hơi mệt. Cái giỏ này tên là đuối đơ. Mommy, stop talking. Rồi gì? Không cho nói chuyện nữa hả? Thôi, bye bye cô chú nha. Thôi, bye bye cô chú đi. Mẹ. Chứ làm sao? Giờ con muốn chơi gì nữa? Nếu mẹ quay qua cho cô chú con chay nó sắp được hết rồi. Wow, hồi nãy. Đó, nó ngồi nó cứ sắp. Nó sắp vậy hoài đó cô chú. Tìm cả ngàn cái chủ đề nó sắp. Thôi mẹ phải làm đi làm công việc đây bây giờ. Ôi trời trời. Vậy thôi mẹ để con ngồi đây với cô chú rồi con nói chuyện với cô chú nha. Ok, rồi nói đi. Con nói là muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Nhớ nói chuyện với cô chú nha. Hello cô chú. Compacciaro. Mà chết. Rồi nói chuyện cô chú đây, mày đây.
Hello, bà cha rồi. Where's my mama? Where's my mom? I can't see my mama anywhere. Oh, hi, Sheldon. Yes, can't see my mama, boy. Yes. I have the black ears.